học sinh với nét đoan trinh, tươi đẹp như màu hoa xinh, có đôi tâm hồn không phiền không sầu vì ai. Mong mắt có thấy tâm xóa buồn mãi trước thân mến và bao niềm tâm tư bây giờ kỷ niệm đi vào thời ngày tháng trôi qua bao năm ngày ta tìm tương lai giữa chốn xa hoa cuộc đời phong ba nhớ thương về kỷ niệm ngày qua và bao niềm tâm tư khó quên bây giờ kỷ niệm trốn vào thời gian ngày tháng trôi qua hoa nở phai tàn tìm lưu sinh giữa chốn xa phiêu và cuộc đời vong qua nhớ thương về cuộc đời phong ba nhớ thương về ngày qua. Xin rất là biết ơn sự thương mến của quý vị đã dành cho Giao Linh và Quế Nương. Thì quý vị thấy đó, Giao Linh nói đâu có sai đâu, Quế Nương hát rất là hay. Và nếu mà không có gì trở ngại đó nha, quý vị lên YouTube, quý vị mở Giao Linh Đại Dương 2018-2019 trở đi là quý vị thấy đó là một cái kênh riêng của Giao Linh ở bên Mỹ. Và Giao Linh đã mở cái kênh đó bên Mỹ và nó có đủ hết nhạc mới, nhạc cũ, nhạc đủ thứ, thì quý vị có thể nghe Giao Linh, nghe tất cả những ca sĩ như Quế Nương có mặt hôm nay thì ở trên YouTube, quý vị mở để nghe ủng hộ cho Giao Linh, vì mỗi một lần mà quý vị nghe là Giao Linh có tiền lắm nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và nối tiếp chương trình thì tiếng hát nói tiếp mời